Xin chào tất cả các bạn thích nuôi chó, đặc biệt là thích nuôi chó với nhà Thảo Phương. Chào mừng bạn đến với trại chó với nhà Thảo Phương. Hôm nay tôi muốn giới thiệu đến các bạn một băng đảng mới toanh, siêu đáng yêu, 6 chú chó con màu đen tiền, con của mẹ A9 và cha C0, A9. 6 chiến binh tí hon này mới chào đời vào ngày thứ 3 tuần vừa rồi, vẫn còn nhỏ xíu, xù xì, bộ lông đen ống mượt, nó ham ăn khủng khiếp. Đừng tưởng nó nhỏ mà không biết, không có vỏ, các bé ăn khỏe vô cùng, hứa hẹn sẽ trở thành những chiến binh to lớn và khỏe mạnh. Ham ngủ thần sâu, sau khi ăn no các bé lại chìm vào giấc ngủ say sưa, cuộn tròn bên nhau tạo nên hình ảnh vô cùng đáng yêu. Đặc điểm nổi bật của băng đảng này là đoàn kết, luôn quấn quýt bên nhau, luôn chơi đùa ăn ngủ, tạo nên cái bầu không khí vui vẻ. Đặc điểm thứ hai là rất là hiếu động, tuy còn nhỏ mà rất hiếu động. Đặc điểm thứ ba là rất thông minh, nhanh nhẹn, dễ huấn luyện. Chó duy nhà Thảo Phương cam kết cung cấp cho chó mẹ và chó con một môi trường sống rất an toàn, sạch sẽ, đầy đủ dinh dưỡng. Chúng tôi sẽ hỗ trợ tư vấn và tặng quy trình chăm sóc sức khỏe cho các chú chó trọn đời. Hãy đến với chó với nhà Thảo Phương để gặp gỡ băng đảng cho con siêu đáng yêu này. Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và đặt mua. Đây là mẹ A9. Mến chào tất cả anh em.